Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dô Trang Trang TV. Mong rằng các bác tiếp tục ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Như các bác có thể nhìn thấy thì đó chính là cái hình ảnh mà sư Thích Minh Tuệ là đã đi khất thực vào sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2024. Tôi có xem cả video clip nữa. Mình cũng không có đủ thời gian để mình download về rồi mình đưa lên trên kênh. Và đó là cái hình ảnh mà có thể nói rằng là thật. Rất là xúc động. Rất là xúc động. Như vậy thì chúng ta gọi là thầy. Thầy đã được đi khất thực trở lại rồi. Và có lẽ rằng là bà con cũng nên có một cái... có lẽ là bà con cũng nên là đảnh lễ từ xa thôi và đứng thành hàng thành lối để mà đảm bảo cái an ninh trật tự. Và cái việc mà sư Thích Minh Tuệ đi thất thức trở lại như thế này thì tôi cho rằng đây là một cái động thái đúng đắn. Có lẽ họ cũng nhận thấy rằng là tư không làm hại ai bao giờ, cũng không nói xấu ai bao giờ, tất cả bằng cái sự cảm nhận, bằng cái tình yêu thương vô bờ bến đối với tất cả mọi chúng sinh, thì nhiều người cũng sẽ hiểu và cảm nhận được cái điều đó. Và thật sự đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ dùng cái tình yêu, chúng ta cứ dùng cái lòng thương, cái sự bác ái thì chắc chắn không có thế lực nào sẽ ngăn trở được đâu. Đúng không các bác? Tôi đều chia sẻ với các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác nha. Chúc các bác một ngày tốt lành.